Cô gái thấy bản thân xinh đẹp, lòng tham vô đáy, yêu một bạn trai vẫn chưa đủ thỏa mãn, nên cô thấy mình xứng đáng có hai người cùng lúc, một là tổng tài công ty, một là tiểu thịt tươi. Cô gái ấy là ai mà lại ghê gớm như thế? Hãy cùng theo dõi bộ phim Bad Girlfriend ngay nhé! Cô gái ấy chính là Ji Soo, bên ngoài mang vẻ đẹp của một ái nữ hồn nhiên trong sáng không tì vết, nhưng sâu bên trong lại chính là một bàn tay vàng trong làng bắt cá. Chỉ cần anh chàng nào lọt vào mắt xanh của cô, cho dù có là hoa trong chậu Ji Soo, vẫn sẽ tiếp tục bắt thêm cá để bể cá của mình lúc nào cũng đong đầy. Trong mắt đồng nghiệp, Ji Soo là một cô gái ngập tràn tình cảm, mỗi khi ai đó bị trưởng phòng mắng cô luôn có cách xoa dịu vết thương của họ. Quay lại vấn đề chính, cô chịu thả ra một chú cá, là vì lỡ đem lòng say bà nó nắng anh chàng bốn mắt ở tiệm cà phê. Từ giây phút đầu tiên trông thấy cậu sinh viên làm thêm Ji Ho, cô nàng đã để cậu vào tầm ngắm, là một người nhất định phải câu được chú cá mình có cảm tình, cô bắt đầu kế hoạch tiếp cận. Ngày nào cô cũng tới quán trở thành quen, còn cố tình đâm sầm vào thanh niên như một sự tình cờ. Cô thả ngay cân thính nói cậu không đeo kính sẽ đẹp hơn, liền khiến Ji Ho ngơ ngác làm đổ cà phê lên tay. Cũng vì điều đó lại làm kế hoạch tiếp cận thành công, vì cậu trai mở lời rủ cô đi ăn, nói là làm, đôi bạn trẻ chốt đi ăn tối cùng nhau. Ji Soo còn chủ động mượn điện thoại của cậu để lưu số của mình. Thế nhưng là một con đàn bà tham vọng, không chỉ cậu sinh viên tiểu thịt tươi, Ji Soo còn để mắt đến anh đội trưởng Yoon Tae Oh siêu đẹp trai cục cằn. Cô đã cố gắng thể hiện bản thân thật tốt trong công việc để khiến Tae Oh chú ý, ấy thế mà sự dịu dàng của cô lại làm lay động được vẻ đẹp trưởng thành của anh. 10 ngón tay không ôm nổi muộn phiền nhưng hai bàn tay chỉ có thể nắm hai anh, vậy nên cô phải giải quyết người thứ ba dính thính. Đời tuổi nhà ai gieo rắc hy vọng cho người ta đã cái nư, rồi lại nói người ta mình chỉ coi anh là bạn. Cô nhắm mắt nhắm mũi thả bớt một con cá trăng trắng bằng những lời văn nghe, là muốn bỏ. Ji Soo còn tình nguyện để anh chàng người yêu táng mình thay cho sự tức giận, mà anh ta không nỡ. Bị đá đau đớn, anh thề sống thề chết sẽ không bao giờ yêu thêm một người nào giống như cô rồi tức giận bỏ đi. Sau một vài lần thả thính, Tae Oh bắt đầu bị có cảm giác lạ với Ji Soo nên hẹn cô ra làm vài ly. Anh còn muốn hẹn mai nhưng Ji Soo đáp câu xanh dờn cô có hẹn mất rồi nhưng là hẹn với đồng nghiệp nữ. Câu nói mập mờ của cô làm Tae Oh hú vía vì cứ nghĩ cô có người yêu. Ji Soo hỏi ngược lại anh về chuyện tình giang dở trong quá khứ. Mới đầu Tae Oh im lặng nhưng rồi cũng kể cho cô nghe, anh nói mình từng rất yêu cô ấy vì cô ấy có nụ cười rất đẹp, đúng với gu của anh. Hai anh chị cứ thả thính mập mờ qua lại, đang chuẩn bị mập rõ thì cô bé nhân viên đi ra nói quán chuẩn bị đóng cửa. Lúc đi về, Tae Oh ngập ngừng mãi rồi mới khen nụ cười của Ji Soo cũng rất đẹp, câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại như mũi tên tình yêu bắn thẳng vào lòng cô nàng. Hôm sau đi làm, đang họp thì bút Ji Soo hết mực, cô quay ra mượn đồng nghiệp mà còn mỗi chiếc bút trái tim to uỳnh. Tae Oh trông thấy tự mỉm cười vì cảm thấy thực sự đáng yêu siêu cấp, nụ cười của anh khiến mọi người bàn tán các thứ, bởi trước giờ anh nổi tiếng nghiêm túc mặt lạnh tanh. Tan làm, Ji Soo đi ra đã thấy Ji Ho đứng chờ mình dưới sân, cậu vừa quay về từ tiệc chia tay, Ji Soo bất ngờ thu nhỏ khoảng cách người xem có mùi rượu, hay không khiến thanh niên ngại nắm chặt tay. Trời lại khuya nên Ji Ho ngỏ ý đưa cô về, với Ji Soo trường hợp này không phải ít, hồi còn đi học cô cũng thường gặp phải cảnh dăm ba cậu trai tranh giành. Thế nhưng người lựa chọn hẹn hò với ai vẫn luôn là Ji Soo. Dù có hơi mê trai nhưng Ji Soo là một người không thể khiến người khác ghét được, mà rất được lòng những người xung quanh. Cô còn có một cậu bạn thân khác giới từ hồi cấp 3, chỉ là Ji Soo không nhận thấy nhưng Hyun Woo đã mê cô từ lâu, mà không nói ra, chỉ lặng lẽ bên cạnh cô 10 năm với tư cách bạn thân. Cô hay kể cho Hyun Woo nghe mọi thứ, cả việc đang phân vân giữa anh trưởng phòng đẹp trai và cậu tiểu thịt tươi quán cà phê. Tin tưởng vào mắt của Hyun Woo, cô đã nhờ anh dòm qua xin ý kiến, hỏi cho đã rồi lại kêu mình đã có câu trả lời nhưng sẽ giữ bí mật không nói. Khó hơn ở chỗ cả Tae Oh và Ji Ho đều đã ngỏ lời tỏ tình và đều được cô đồng ý. Một ngày nữa lại tới, hôm nay nhóm Ji Soo thuyết trình gặp chút sự cố, cô nàng trợ lý để quên tài liệu quan trọng, cũng may Ji Soo có chuẩn bị file dự phòng, mọi thứ mới được giải quyết êm đẹp. Tan họp, Ji Soo an ủi cô nàng nhân viên, ba người họ tính ra ngoài ăn mừng thì Tae Oh đi vào nhắc nhẹ cô nhân viên vài câu rồi kêu Ji Soo ở lại. Chờ họ đi hết hai anh chị, mới bắt đầu chương trình tình thương mến thương hẹn hò công sở bí mật, đang khúc ôm cao trào, thì đột nhiên có người đi vào làm Ji Soo đẩy mạnh một cái Tae Oh, suýt thì chấn thương sọ não, cũng may anh nhanh trí giả vờ mắng cô nên mới không bị nghi ngờ gì. Tae Oh đưa cô nàng về tận nhà, giây phút ở gần sát sàn sạt như thế mà chuông điện thoại Ji Soo reo liên tục làm cô bối rối nói nó là cuộc gọi rác ngó lơ nó đi. Tae Oh đã thật sự rơi vào bẫy tình của Ji Soo, trước khi nhà ai nấy về anh kéo người cô nàng lại gần mình. Chuyện sau đấy thì ai ai cũng biết, hai đứa vồ mỏ buộc mõm vào nhau nấu bát cháo chất lượng. Anh còn muốn lên nhà cùng cô nhưng Ji Soo từ chối vì lý do chưa dọn nhà, nhưng thật ra là anh chàng máy bay Ji Ho đang ở nhà chờ cô về cùng ăn tối. Ji Soo vừa ăn vừa trêu cậu nhóc mình bị nhóm trưởng mắng nên hơi áp lực, Ji Ho liền hùa theo nói cô để mình mắng anh ta thay cô. Nói chơi mà Ji Soo làm thật, cô giả vờ đưa điện thoại cho Ji Ho, thằng bé cứ nghĩ cô làm thật rén ngang. Đúng lúc Tae Oh nhắn tin tới, cô liền giật lại điện thoại. Đến giờ phải về nên Ji Ho dọn đồ, trước khi đi còn tranh thủ thơm mà hít hà các thứ rồi mới nỡ rời đi. Hảo chí cốt Min Ji biết chuyện cô nuôi hai con cá liền gọi tới mắng vốn, mà khổ nỗi cả hai chú cá đều đẹp trai và hợp gu nên Ji Soo không biết phải chọn ai, đành giữ cả hai mặc kệ tương lai. Cô còn nói to hai người họ khác biệt tuổi tác, chỗ ở, việc làm, nên sẽ chẳng bao giờ có sự trùng hợp ngoại trừ việc có cùng bạn gái. Ngày hôm sau lại đến, một ngày khiến Ji Soo tưởng chừng như mình quay vào ô may mắn. Sáng ra thì tìm được chiếc bông tai bị mất, xe vẫn còn chỗ, qua đường thì vừa hay đèn giao thông chuyển màu. Thậm chí còn mua được gói bánh thường cháy hàng, cho tới khi đến chỗ làm, điều bất ngờ đã chờ sẵn, gương mặt quen thuộc của Ji Ho xuất hiện ngay trước mặt khiến cô phải thốt lên toang thật rồi. Tae Oh giới thiệu cậu là nhà thiết kế sẽ tham gia cuộc họp ngày hôm nay, đã thế Ji Ho còn lại gần giả vờ chào hỏi mong giúp đỡ các thứ. Ji Soo dối như tơ vò lấy cớ mời cậu ly cà phê rồi kéo Ji Ho ra ngoài, ai mà ngờ được đây lại là món quà bất ngờ mà cậu từng nói muốn tặng nó cho Ji Soo. Cậu vẫn đang tìm công việc thiết kế, tình cờ công ty thấy hồ sơ của cậu nên đã liên hệ. Ji Soo cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là biển rộng. Cô vội nói Ji Ho không được công khai mối quan hệ giữa họ, sợ ảnh hưởng đến cậu vì dù sao cô cũng là cấp trên. Ji Ho lại cứ nghĩ cô nghĩ cho mình mà cảm động ôm lấy cô. Biết Ji Ho chưa ký hợp đồng, cô liền khuyên Ji Ho tìm dự án khác mà không được. Suốt cả buổi họp, mặt Ji Soo xanh như tàu lá chuối, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt một trong hai. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, cô thử khuyên Tae Oh rút khỏi dự án mà anh không có ý sẽ làm theo. Cô bẻ hướng sang chuyện hợp đồng với Ji Ho, rồi lại ngỏ ý muốn tìm nhà thiết kế khác mà cũng chẳng si nhê gì. Không biết phải làm sao, Ji Soo kể nó cho thằng bạn nghe. Hyun Woo kiểu vừa lòng bà lắm, đấy là nghiệp bà tạo ra chứ còn gì nữa. Anh đã biết trước kết quả ngay từ khi cô nhập vai chơi chẽn bắt cá chụp tay rồi. Ji Soo lại chẳng muốn từ bỏ ai trong số họ, nên cô tự nhủ phải cố gắng cân bằng cả tình yêu với công việc, nhất là không để bị bắt vụ yêu cùng lúc hai anh, cho đến khu dự án làm chung này kết thúc. Để chào mừng thành viên mới, nhóm Ji Soo ra ngoài nhậu vài ly, hội chị em Bu lại hỏi Ji Ho đủ thứ trên đời. Nghe cậu nhắc tới chuyện đã có bạn gái, Ji Soo sặc bà nó nước ho sặc sụa. Vốn là bình thường Tae Oh không tới mấy buổi ăn nhậu nên Ji Soo bớt sợ cho đến khi bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, ngồi dạp xuống bên cạnh. Ji Soo ngồi giữa hai người mà cả hai lại còn nói chuyện rất hợp cạ. Phía dưới bàn hai bàn tay từ hai phía luồn sang nắm lấy tay Ji Soo, mà mọi người lại chọn đúng cái khúc này để nâng ly. Tất cả mọi ánh mắt dồn về phía Ji Soo vì cô không nâng ly, bị đẩy vào thế căng não. Cô đứng vùng dậy gọi thêm sinh tố lúa mạch và soju, thể hiện một màn múa trai đẹp mắt rồi mới nâng ly. Mãi mới thoát được quả tình huống đáng sợ nhất hệ mặt trời. Hyun Woo nghe xong kịch hay của con bạn cũng không thể tin được Ji Soo có thể trải qua cảm giác tay trái nắm một anh, tay phải túm một cậu. Vấn đề lớn hơn lại bắt đầu khi hai người đó lại nói chuyện cực kỳ hợp gu nhau, nhỡ mà thân quá mức kể ra hết chuyện cá nhân thì Ji Soo chỉ có tiêu toàn tập. Hôm sau đi làm, Ji Soo bị đau họng, vừa lôi thuốc ra uống thì Ji Ho đem theo một hộp xì cola lén để lên bàn của cô. Lúc hai người đàn ông bị cô trêu đùa đứng nói chuyện, Ji Soo cố vểnh tai lên hóng, đến cả cô nàng đồng nghiệp cũng cảm thấy Tae Oh và Ji Ho thật sự rất hợp, có tiềm năng trở thành bạn thân. Trong cuộc họp bàn về mỹ phẩm, Ji Ho lỡ miệng nói to đây chẳng phải là loại mà Ji Soo hay dùng, khiến bầu không khí trở nên u ám đến đáng sợ. Sợ Tae Oh để bụng, tranh thủ giờ nghỉ Ji Soo đã chạy qua tìm anh. Cũng may là Tae Oh không giận dỗi gì, cô giải thích tại vì hai người ở cùng khu phố nên mới nói chuyện hơi thoải mái. Lo sợ hai người trở nên thân thiết hơn, Ji Soo cố tình nói xấu Ji Ho trước mặt anh, còn khi ở với Ji Ho, cô lại cố tình nói điều không hay về Tae Oh để chia cắt tình cảm anh em giữa họ. Cũng vì thế mà lúc gặp nhau trên văn phòng, cả hai không còn cười cười nói nữa, còn Ji Soo thì nghiệp tụ đầy mình đâm ra bị cảm luôn. Thấy cô bị ốm, Ji Ho lo lắng bước đến hỏi thăm, liền khiến Tae Oh xù lông dặn khéo rồi cho cô nghỉ phép nửa ngày về nhà nghỉ ngơi. Ji Soo thèm đồ cay nên gọi cho Hyun Woo ra ngoài sơi chân gà, mà anh bận không đi được. Vừa tắt máy thì Ji Ho từ đâu chui ra. Cậu sợ Ji Soo ở nhà một mình nên cũng xin nghỉ phép nửa ngày để về chăm cô. Ji Ho còn ngồi canh chờ cô khám online, nghe tư vấn các kiểu con đà điểu rồi mới yên tâm vào bếp nấu cháo. Cho cô ăn uống thuốc xong, Ji Ho không quên bồi thêm cân thính ngọt lịm khiến con người ta chỉ muốn bị tiểu đường. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Ji Soo nụ hôn, bị lây cảm cũng chịu, cũng vì sự ngọt ngào lẫn chục múi sầu múi nào múi nấy đập vào mặt đó mà Ji Soo không thấy tin nhắn của Tae Oh. Trong lúc đó ở công ty, Tae Oh nhắn tin không thấy Ji Soo trả lời, lo lắng nên chạy tới xem thử, còn Ji Soo đang đắm chìm dưới sự ngon cơm ngọt thì của cậu phi công, thì bị tiếng chuông cửa làm cắt ngang. Ji Ho mặc áo ra ngoài xem thử, đúng lúc Ji Soo đọc được tin nhắn lao như súng đuổi theo, cứ nghĩ kiếp này coi như bỏ may quá, đó chỉ là giấc mơ. Là Hyun Woo nghe cô than thèm chân gà nên mua nó đến cho cô. Ji Soo nhìn thấy món mình thích suýt còn quên luôn chuyện gấp. Cô nói dối mẹ sắp tới, mà mẹ lại không thích việc cô đưa bạn trai về nên đuổi khéo Ji Ho, túm đầu túm cổ lôi ra ngoài. Thấy tin nhắn Tae Oh đang đi lên, cô lại kéo Ji Ho lại kêu cậu đi thang bộ cho khỏe, xong rồi tức tốc nhảy về nhà và vờ như chưa có chuyện gì. Tae Oh trông thấy cô chán vã đầy mồ hôi nghĩ Ji Soo ốm nặng, ôm lấy Ji Soo, dìu cô về phòng rồi lấy thuốc ra. Ji Soo giật mình hoảng hốt tìm lý do để không uống mà đâu có được, bất đắc dĩ chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi uống thêm liều thứ hai. Thấy cô uống thuốc xong Tae Oh mới chịu quay về làm việc. Chơi nguyên 2 liều thuốc khiến Ji Soo đánh một giấc tới tận sáng, thức dậy với một đống tin nhắn hỏi thăm của hai người yêu mà chán ngang. Nhìn hộp chân gà mình thích chưa kịp động vào còn chán nữa, cô hẹn Hyun Woo ra ngoài, anh xong việc là qua luôn chưa thay cả đồ. Nhìn mặt cô nàng là anh biết cô lại bị căng thẳng, vì chiến dịch bắt cá 2 tay rất chi là tốn sức, mỗi lần căng thẳng kiểu gì cũng bị cảm và khó tiêu nên mượn tay massage cho vài đường. Đôi vai gầy không kham nổi nhiều việc cộng thêm cái đầu lơ đễnh làm Ji Soo suýt thì quên lịch ký hợp đồng, may mà Tae Oh nhắc. Nhìn hai người họ cười nói làm cậu phi công Ji Ho, tỏa ra mùi ghen nhắn tin mắng 4 ngày. Đến chiều nhóm của Ji Soo gặp sự cố khi người mẫu lần này đột nhiên mất tăm hơi khiến cho hợp đồng có nguy cơ không lấy được. Đến Tae Oh cũng đánh hơi ra gần đây, cô rất không tập trung vào cả công việc lẫn sức khỏe. Ji Ho thấy anh có hơi lớn tiếng nên đi tới bên Ji Soo, đứng nhìn hai anh người yêu của mình cãi tay đôi qua lại. Ji Soo vội ngăn cả hai bằng cách nhận lỗi và nhận trách nhiệm về mình. Tae Oh cũng không làm khó cô thêm nữa, quay về liên lạc với khách hàng, còn Ji Soo phân công cho mọi người trong nhóm thử tìm tung tích của người mẫu. Chờ họ đi hết cô mới quay ra dặn Ji Ho, lần sau đừng có hành động như thế nữa. Mọi người tra 7749 lần cuối cùng cũng tìm được một bài đăng của cô người mẫu, nhưng chưa tìm được địa chỉ cụ thể. Ji Ho biết khá rõ khu này nên đi cùng Ji Soo, Tae Oh thấy thế cũng muốn đi theo với lý do lãng xẹt 3 người tìm sẽ nhanh hơn. Rồi Su Kana luôn cuối cùng cả 3 lại ngồi chung một xe. Tae Oh xin lỗi cô vì ban nãy có hơi nặng lời, anh còn cố tình đặt tay lên vai cô vì thấy Ji Ho phía sau đang rất khó chịu. Đến nơi, Ji Soo chạy tìm quanh một vòng mà không thấy người. Lúc ở riêng với Tae Oh, anh có hơi ghen vì cảm thấy Ji Ho gọi cô chị ơi rất chi là thoải mái. Cả chuyện hôm nay cậu ta bên Ji Soo lại càng khiến anh nghi cậu ta có tình ý với người yêu của mình. Anh muốn Ji Soo giữ khoảng cách với cậu ta càng xa càng tốt. Ji Soo ngồi giữa hai anh người tình bí mật, cộng thêm trong người không khỏe, bụng lại đau dữ thần dội. Ji Ho thấy thế đưa tay tới liền bị Tae Oh hất ra. Hai bên đang căng như dây đàn thì Ji Soo trông thấy cô người mẫu đang đi xuống cầu thang nên cả 3 chạy tới. Ji Soo vì ngăn lại liền bị cô hất ngã chồng vó, cũng may là túm lại kịp. Ji Soo còn phải bôi thuốc cho vì vết thương ở tay. Cô người mẫu giải thích mọi chuyện là do mình chân đạp 2 thuyền, cùng lúc hẹn hò với cả 2 người nên bị mất tập trung, sau cùng không kham nổi nên phải lặn mất. Trùng hợp thế nào cái tình huống này lại na ná như Ji Soo bây giờ nên một người nghe 2 người nhột, chả hiểu kiểu gì cách cô người mẫu nghĩ cũng y chang với Ji Soo. Cũng may mọi thứ đã được giải quyết, 3 người ngồi lại làm đôi 3 ly. Ji Soo bụng đau nhưng phải nhịn. Hyun Woo nhắn tin tới hẹn cô đến đọc truyện mà làm sao đi cho nổi, bởi vì hai anh người yêu hờ của cô đang tám chuyện, nói kiểu gì lại lái tới bạn gái. Ji Soo ngồi đối diện không thể chịu được sự dằn vặt nên đã đưa ra quyết định táo bạo, nói ra sự thật mình chính là người yêu của cả hai. Cả Tae Oh và Ji Ho nghe xong đều đứng hình 80 giây. Ji Ho còn không dám tin những gì vừa mới lọt tai. Đã thế cô còn giải thích rằng mình mê cả hai và không thể hẹn hò với một người mà buông tay người kia nên mới làm như thế. Bụng Ji Soo đau dữ dội, cô không thể chịu đau thêm được nữa nên hẹn cả hai có chuyện gì ngày mai rồi giải quyết. Nói xong cô cắp đồ chạy về trước. Ji Soo về đến nhà mệt đến nỗi ngủ một mạch tới sáng, cứ tưởng cô sẽ không còn mặt mò lên công ty, ai ngờ lại rất là tràn đầy năng lượng, còn lỡ miệng nói đêm qua ngủ rất ngon khiến cả 2 chàng trai cùng nhìn về phía cô. Tae Oh thì chẳng cần phải nói, Ji Soo mở lời nói về công việc liền bị anh cho ăn bơ. Ở riêng với Ji Ho còn tàn khốc nữa vì cả cậu cũng chẳng ngó ngàng gì lời nói của cô. Tan làm 2 chú cá của cô hẹn nhau ra ngoài làm đôi 3 chén. Sau cú lừa xuyên lục địa, Tae Oh muốn biết cậu định làm gì sau tất cả. 2 người cứ thế nói với nhau đủ thứ, về Ji Soo, về phương án chia tay, còn nữ chính lại rủ thằng bạn thân đi nhậu, uống cho quên sự đời. Hyun Woo đem theo mấy cuốn truyện mà Ji Soo muốn đọc, nhìn qua anh cũng đoán được cô nàng đã gây rối, còn là siêu rối. Hỏi mãi mới biết là chuyện bắt cá 2 tay bị lộ, thay vì giận dỗi hay đánh mắng, cả 2 người họ lại dành ánh mắt xa lạ nhìn khiến cô thấy trong lòng rất lạ. Nói đến đây thì Ji Ho gọi tới nói muốn gặp, cô nàng dặn thằng bạn chờ mình bị đá rồi sẽ quay lại. Anh định đi cùng, mà ai lại đem theo bạn khi bị bổ đá nên cô kêu anh cứ ngồi đây chờ mình. Đến nơi đã thấy không chỉ Ji Ho mà cả Tae Oh cũng ở đó, 2 người đã suy nghĩ kỹ, rồi mới đưa ra quyết định tiếp tục để cô bắt cá 2 tay. Ji Soo nghe mà như sét đánh ngang tai, họ lại chấp nhận mối tình tay 3 này vì không thể dứt ra khỏi tình cảm với cô, nhưng sau khi dự án kết thúc, họ muốn cô đưa ra lựa chọn chỉ 1 trong 2. Ngày đầu tiên của chiến dịch tay 3 bắt đầu bằng việc Tae Oh đến đón Ji Soo đi làm, còn Ji Ho thì tự tay pha cà phê cho cô rồi để trên bàn. Mải đắm chìm trong tình yêu làm Ji Soo quên mất lời hẹn với Hyun Woo. Cô đang định nhắn tin giải thích thì Ji Ho lại gọi ra ngoài vì có chuyện quan trọng. Tưởng chuyện gì té ra lại là Dù nấu cháo lưỡi trước dùng mới hỏi vì sao trước kia cô lại hẹn hò với nhóm trưởng, Ji Soo dỗ mãi mới làm thằng bé thôi không suy nghĩ nữa. Xong chuyện cô gọi cho Hyun Woo mà anh không bắt máy, lý trí thì có đấy nhưng cờ rút nhắn tin rủ qua đón thì vẫn không chịu được. Anh chờ đến giờ tan ca, Hyun Woo qua tới nơi vô tình bắt gặp cảnh ba con người đang đứng dưới sảnh. Hyun Woo bỗng dưng cảm thấy khó chịu, trong khi anh cứ luôn lo lắng cho Ji Soo, mà cô lại đang vui vẻ bên đám bạn trai. Tiễn hai người về xong, vừa nhìn thấy anh, Ji Soo liền chạy qua mà Hyun Woo vẫn còn hơi giận. Anh đưa chuyện cho Ji Soo, xong định đi về vì anh không muốn tiếp tục làm người đứng sau lo lắng cho cô nữa. Ji Soo về nhà mà trong đầu vẫn luôn nghĩ về những lời nói của Hyun Woo. Thay vì buồn một mình cô đã rủ Tae Oh đến nhà buồn chung cho vui. Cô tính gọi cho Ji Ho báo một tiếng mà nó lạ lắm, tự dưng lại thành cả ba cùng ngồi xem phim kinh dị. Trước mặt Ji Soo thì hai anh em tình thương mến thương lắm mà sau lưng thì vẫn không quên khẻ nhau. Hết xem phim, mấy đứa chuyển sang chơi game rồi thì gọi bia lên uống, ba con ma men lại cụng ly vì tình yêu của cả ba thế mới sợ. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó vì cả ba nằm chung không vừa, Ji Soo đành phải lôi gối xuống sàn nằm. Từ ngày yêu đương lắm tay cả Tae Oh và Ji Ho đều thay đổi, một người trước giờ chưa từng cười lại trở nên rất nhẹ nhàng, một người thì cố gắng thể hiện mình đang dần trưởng thành. Còn Ji Soo, cả tuần nay Hyun Woo chẳng liên lạc gì với cô, ngay cả việc đạn truyện tranh cũng không thấy phản hồi gì. Đang không biết phải làm sao thì Tae Oh gọi tới nói cô vào phòng làm việc của mình, tìm đồ bí mật, đó là một sợi dây long lanh lóng lánh đính kèm chiếc thư xến sẩm. Nhớ đến vụ mua truyện tranh cô rủ Ji Ho đi cùng mình đến tiệm quen ngồi đọc, khổ nỗi cảm giác này không giống với khi cô ngồi đọc cùng Hyun Woo. Mấy ngày Hyun Woo lặn tăm hơi khiến Ji Soo đột nhiên mơ một giấc mơ kỳ cục kẹo. Trong một buổi chiều lộng gió, Ji Soo vô tình thấy thằng bạn mình đi chung tay trong tay với một cô gái khác, mặc kệ cô có đang gọi với theo. Tỉnh dậy giữa đêm, Ji Soo nhấc máy gọi mà Hyun Woo không nhấc máy, cô lập tức xuống giường chạy đi tìm, đập cửa cả tiếng trời mới thấy anh ra mở cửa, bất thình lình cô nhún người hôn anh cái chụt. Từ khi còn đi học, hai người đã là bạn thân nhưng lại là thân ai nấy lo, có chuyện gì hai người cũng cùng nhau trải qua. Tuy là Hyun Woo có tình cảm trên mức đặc biệt nhưng chưa một lần anh thổ lộ với cô. Sau cái hôn bất ngờ ấy, Ji Soo như nhận ra thông điệp từ vũ trụ liệu rằng mình có thích anh hay không, sau đó thất thần bỏ về. Hyun Woo chẳng hiểu cái mô tê gì nên đuổi theo, nhưng khi tận tai nghe Ji Soo nói cô thật sự rất thích mình thì cũng không muốn giấu thêm nữa. Anh thừa nhận mình cũng có tình cảm đặc biệt ấy. Anh chốt hạ một câu nếu đã cùng thích thì đừng làm bạn nữa, mà hãy hẹn hò đi, nhưng anh không thể cùng lúc yêu cô với nhiều người. Vậy nên Hyun Woo muốn cô kết thúc với hai người đó và đến với anh, nhưng anh cũng biết Ji Soo mà mình quen sẽ không làm điều đó. Hyun Woo cười nhẹ vì có thể nói ra tình cảm, nói rồi thất vọng rời đi. Cuối cùng thì tất cả lại trở thành một mớ bòng bong khi Ji Soo đứng giữa cả ba người đàn ông mà mình cùng có tình cảm và không muốn từ bỏ một ai. Đêm đó cô một mình uống rượu thì vô tình gặp người yêu cũ, anh ta vì bị cô đá mà trở nên khó tính cau có thế mà lại cáu bẩn với cô. Tay Ji Soo lỡ làm rơi cái ly vỡ tanh bành, lỡ luôn cả ấn nghe điện thoại của Tae Oh rồi vội tắt đi, anh lại đang ở cùng Ji Ho, cả hai lo lắng vội chạy tới tìm. Tay người yêu cũ thấy cả hai cùng giới thiệu mình là người yêu mới của cô suýt còn sốc dãy đành đạch. Anh ta chốt một câu khiến máu chó của Tae Oh dồn lên tận đỉnh đầu, dứt khoát phang anh ta sấp mặt. Cứ thế một cuộc chiến giữa hai người đàn ông bắt đầu, tình cờ Hyun Woo đi qua trông thấy vội nhảy vào can mớ lộn tùng phèo. Cả ba bị đưa lên phường vì tội ẩu đả, thấy họ đi ra Hyun Woo cũng về luôn sau đó. Tae Oh nhận ra mình đã từng nhìn thấy cậu ấy một lần, cả đêm hôm đó Ji Soo thật sự không biết phải làm sao. Sáng hôm sau vụ ẩu đả của Tae Oh bị đăng tràn lan trên mạng, giám đốc viết chuyện vô cổ cả hai lên mắng một trận te tua tơi tả, Tae Oh buộc phải rút khỏi dự án và cả những kế hoạch khác cho tới khi mọi chuyện lắng xuống, và cả Ji Ho cũng vậy. Sau một thời gian suy nghĩ kỹ, Ji Soo quyết định chia tay với Ji Ho và Tae Oh, cô không muốn tiếp tục làm tổn thương cả hai nữa. Nhưng cô vẫn muốn tham lam một lần cùng cả hai hoàn thành dự án còn dang dở. Trước đó cô đã tìm giám đốc cầu xin năn nỉ các thứ và đã được đồng ý. Cũng may những ngày sau đó, mọi người tất bật làm việc cày cuốc hết công suất để hoàn thiện sớm nhất có thể. Để ăn mừng cho dự án thành công mỹ mãn, mọi người hẹn nhau ra ngoài ăn mừng, Ji Soo cũng để lại đơn từ chức. Và rồi một năm trôi qua trong yên bình, Ji Soo cuối cùng cũng có được một bến đỗ xịn sò con bò không ai khác chính là Hyun Woo. Suy cho cùng người đau lòng nhất vẫn là người phải ăn cơm chó trong chính quán của mình. Hai con người này phát câu lương xuyên thời gian bất chấp không gian. Các bạn nghĩ như thế ư? Làm gì có cái kết nào đẹp như thế? Bởi vì cái nết của Ji Soo sẽ chẳng bao giờ muốn yêu một người, Hyun Woo cũng chỉ là một trong số một đống người yêu của cô, và việc một chân đứng nhiều thuyền vẫn cứ thế được tiếp tục. Bộ phim tới đây là hết mất tiêu rồi. Đừng để trắng nút like cũng như đăng ký kênh, đá ngay quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập phim hay ho hơn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và bye bye.